chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của ngọc ta ban à, ngày hôm nay ngọc ta ban sẽ tri ân khách hàng một chiếc ghế massage nội địa nhật đây là phân khúc của family inada thì à, đây là chiếc family inada à, bản n 230 trăm nó là một trong những bản của đết 2016 các bạn nhé thì à, bình thường thì ngọc ta ban đang bán chiếc ghế này với phân khúc ở độ tầm trên 30 triệu đồng thì ngày hôm nay ngọc ta ban sẽ bán cho các bạn với cái giá chính xác là 23 triệu đồng thôi các bạn nhé À, thì đó là một trong những cái mà ngọc gia ban từ trước đến nay bao giờ cũng sẽ dành một khoảng thời gian để sẽ dùng một cái sản phẩm để chiên cho khách hàng như các bạn cũng đã thấy tất cả những sản phẩm mà ngọc gia ban chiên cho khách hàng thì đều là những sản phẩm đều đẹp nhé và đã được lựa chọn và tất cả mọi thứ cũng đã bao gồm cả chi phí vận chuyển và thảm trải sàn bộ chuyển đổi nguồn và tất cả các dịch vụ bảo hành cũng vẫn được giữ nguyên như ban đầu thì ở cái mức giá 23 triệu đồng này thì Ngọc Gia Ban sẽ chia sẻ với các bạn rằng là nó sẽ có những tính năng gì để các bạn đưa ra cái quyết định rằng là tận dụng ngay cái cơ hội tri ân của ngày hôm nay của Ngọc Gia Ban. À, thì thưa với các bạn, việc đầu tiên thì chúng ta sẽ đánh giá về hình thức. Như các bạn có thấy chiếc ghế này thì nó hình thức nó khoảng độ tầm trên 90%. À, các bạn có thể quan sát đó là từ phần da cho đến những cái điểm khác ở đây. Thì cái này thì nó theo cái mỹ quan mỗi người thì chúng ta sẽ nhìn và chúng ta sẽ đánh giá theo cái độ mới mà các bạn có thể xem ở trên video này đây. thì ở cái bản dòng family này thì bao giờ nó cũng sẽ có một cái điểm rất là nổi bật, đó là cái độ tự động của nó rất là cao. thì cái độ tự động này cao khi mà ví dụ như các bạn chọn những cái bài đánh ở đây, chúng ta bật lên và chúng ta có những đèn màu xanh này những cái bài tự động, thì chúng ta chỉ cần ấn vào thôi là lập tức chiếc ghế nó sẽ tự động vận hành nâng hạ để làm sao phù hợp với cả những cái người sử dụng. Ví dụ ở đây nó đang bật lên và nó đã đã ngả ra để nó đưa về cái chế độ uh, uh, chế độ massage toàn thân. Thì bản này thì nó làm như thế này với cái mong muốn rằng là nào? nó hạ cái nưng của chúng ta thẳng xuống và con lăn nó sẽ đi uh, song song đi vuông góc với cả cơ thể chúng ta cộng với cả lực của chúng ta để chúng ta đi vào cái bài nưng nó chuyên sâu hơn sau khi mà nó đã dò tìm huyệt đạo và xác định được cái đường cong cơ thể cũng như vị trí cổ vai gáy thì nó có một ưu điểm như vậy nó khiến cho khi chiếc ghế nó massage ấy, cái người mà sử dụng ấy, họ không cần phải ấn những cái thao tác là ngả ghế sâu hơn hay là ngả bao nhiêu độ hoặc là nâng chân lên bao nhiêu độ mà nó sẽ tự tính toán để cho phù hợp rồi và ví dụ đến cái giai đoạn mà đánh phần hông và phần thắt lưng thì nó lập tức nó sẽ tự nâng lên để nó sẽ đưa cho cái bài mà massage vùng nưng nó, nó tự phù hợp đấy thì quan trọng nhất trong cái quá trình massage đó là cái tư thế nằm nó rất là quan trọng thì cái dòng family này nó có ưu điểm cực kỳ hay ở chỗ là nó tự động tính toán, cái này nó rất phù hợp với những cái người già hoặc là những cái người mà họ không linh động về cái vấn đề sử dụng bảng điều khiển ấy thì họ chỉ cần ấn một nút vào và gần như cái khi kết thúc cái bài đánh thì nó tự về vị trí ban đầu, nó rất là dễ dàng cho mọi người sử dụng và cái điểm hay của cái chiếc N230 này đó là nó có thêm cái phần sưởi hồng ngoại đây các bạn nhé, đây phần sửa hồng ngoại này, thì giới thiệu sơ qua với các bạn đây là những cái bài đánh tự động, bài toàn thân bài chuyên sâu về các bài cổ vai gáy vùng và những cái đây là di chuyển con ăn lên xuống à, tăng giảm cái độ ngả rồi là độ nâng hạ chân rồi các bài đánh vùng như là đây là đấm dây này rồi những cái bài massage bằng túi khí độ mạnh nhẹ à, các bạn có thể chỉnh ở đây rồi các bạn có thể bật chế độ sửa ở đây thì đó là một trong những cái điểm hay của dòng Family nhất là cái chiếc N230 này thì việc đầu tiên là đời sử dụng rất là cao Uh, chiếc ghế thì cũng ít qua sử dụng và quan trọng nhất là nó có thêm sửa hồng ngoại, bài không trọng lực, kéo giãn cột sống. đây các bạn có thể thấy hoàn toàn là rất là phù hợp. thực sự là với cái phân khúc này thì uh, các bạn là uh, một trong lựa chọn mà khi thay vì mua chiếc ghế siêu thị thì các bạn cũng biết chất lượng của ghế siêu thị rồi. Uh, mình đã có video chia sẻ rồi thì lựa chọn một chiếc ghế massage nội địa Nhật thì thực sự câu chuyện ở đây nó là rất là bền và tính năng đấm bóp của nó rất là hay. đây các bạn thấy này nó đang nâng cái phần mông lên này đó nó rất là chủ động về cái vấn đề là tạo cái 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 massage kết hợp giữa các bộ phận để đưa ra được cái bài đánh hiệu quả bởi vì ghế massage nội địa nhật ấy nó nổi tiếng vấn đề là nó liên quan đến vật lý trị liệu tức là ngoài vấn đề massage ra nó còn mang cho các bạn cái giá trị là khi các bạn massage thì nó sẽ tạo cho các bạn ngoài vấn đề cảm giác thư giãn ra thì nó sẽ có một cái tác dụng nhất định nào đó để giúp các bạn có cái cơ thể nhất là được cải thiện hơn khi các bạn các bạn mắc về các bệnh xương khớp thì đó là lý do tại sao mà Ngọc Japan bán rất là chạy các dòng ghế massage nội địa Nhật Mặc dù đã qua sử dụng nên là mọi người vẫn tìm tới Những ai hiểu thì chắc chắn đánh giá rất cao về ghế massage nội địa Nhật rồi Thì nếu bạn nào mà có nhu cầu về chiếc ghế này trong cái ngày tri ân hôm nay Ngọc Japan tri ân trong 2 ngày nhé, là ngày hôm nay và ngày mai Thì bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ với Ngọc Japan theo số điện thoại 097 494 5555 Chắc chắn một điều rằng đây là một trong cái nữa, sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời để các bạn có thể sở hữu cho mình cái chiếc ghế massage để có thể làm món quà cho bố mẹ hoặc là người thân. À, cảm ơn các bạn đã luôn uh, ủng hộ và theo dõi kênh của Ngọc Gia Ban trong suốt thời gian qua.